Chiều 15 tháng 10, tại trụ sở tiếp công dân Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của một số công dân xã Phổ Trạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi tiếp công dân, đại diện công dân tại xã Phổ Trạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trình bày hai nội dung chính gồm phản ánh việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Đức Phổ, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Theo công dân, từ ngày 29 tháng 7 năm 2018, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ hoạt động gây ô nhiễm môi trường nên đã tập trung đông người tại đường dẫn lên nhà máy để phản đối và yêu cầu di rời nhà máy. Nhà máy này được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2016. Mặc dù chưa thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình, nhưng ngày 15 tháng 3 năm 2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ môi trường MD đã đưa vào vận hành xử lý lượng rác thu gom hàng ngày trên địa bàn huyện và một phần lượng rác thải tồn đọng của bãi rác cũ. Theo công dân, vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn về môi trường đến khu dân cư. Quá trình thực hiện dự án không tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Bên cạnh đó, theo quy hoạch, nhà máy chỉ xử lý rác sinh hoạt của ba xã Phổ Thạnh, Phổ Châu và Phổ Khánh của huyện Đức Phổ nhưng thực tế lại xử lý rác thải của cả huyện Đức Phổ và tiếp nhận xử lý rác thải đưa về từ thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa. Theo kết luận thanh tra số 01 KLUBND, tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã nhận khuyết điểm với công dân là thông tin không chính xác. Nội dung thứ hai công dân trình bày đó là đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại nguyên trạng sân vận động Sa Huỳnh. Theo công dân, nguồn gốc sân vận động là do các hộ dân hiến đất để làm sân vận động phục vụ cho người dân trên địa bàn có nơi vui chơi, thể thao. Tuy nhiên, nay chính quyền địa phương lại sử dụng để xây dựng chợ và phân lô bán nền nên người dân không đồng ý. Kết luận tại buổi tiếp công dân, Phó Tổng thanh tra Trần Văn Minh chia sẻ và ghi nhận các ý kiến kiến nghị nội dung vụ việc của công dân, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra số 01 KNLUBND về việc thanh tra xử lý nhà máy rác thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, giải quyết thấu đáo đúng pháp luật, tiếp tục đối thoại với bà con, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân sống xung quanh khu vực nhà máy này. Giao cho Cục 2, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ban tiếp công dân Trung ương theo dõi đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.